làm cho ông thông nó chiếm rớt cái đèo ra sao? Cái thằng chủ nè nó kêu mày be viên gạch thừa vậy mày. Hello, quẹo của chú anh chị và các bạn nha. Mọi người có nhớ cái màn cho nọ que không? Nói chung mà mình cười cho trong lòng mình đau lắm nha mọi người. Màn cho nọ que, anh nghĩ sao anh mình là làm sinh nhật cho mình đúng cái ngày 27 tháng 7 sinh nhật của mình rồi, có nghĩ anh nhớ của anh làm cho nghèo. Mặc dù là đó chỉ là màn cho anh thôi, cho nếu như mà ngoài đời thiệt là mình nghĩ luôn mà không coi ảnh là anh em trong nhà nó không còn thân thiết gì với anh nữa. Nghĩ sao ngày sinh nhật của em mình mà không nhớ đi làm sinh nhật cho chó nó còn hơn cái mình nữa mà. Có buồn gì mà buồn. Cho nó hôm nay là mình quyết định mình trả thù. Cái lăng trả thù đây là nó phải gọi là đẳng cấp nha mọi người. Nay mình sẽ thành một thằng lùng không làm mà đòi các anh. Thì mình ăn khôn cho nên mình có tiền. Nay mình làm một cái màn trôn là mình sẽ đi bóc vác, làm lụng, vất vả, làm nói chung là phụ hồ á, đỡ kiếm cái đồng tiền bát gạo. Đó là hôm nay mình sẽ bị nợ tiền nha mọi người. Mình nghĩ làm YouTube mình đi làm phụ hồ đó, mình kiếm tiền rồi mình trả nợ. Đó, coi thử anh hai, phản ứng của anh hai chị hai mình như thế nào. Coi thử có thương mình không, có lụm tiền xuống trả nợ cho mình không. Chứ mình thấy là dạo này là anh hai chị hai mình gọi là ít nói chuyện với mình nè. Quay video thì chôn tùm lum tùm lưa chôn thấy ghét rồi ạ. Cho nên là đó coi thử cái màn chôn như thế nào nha. Giờ mình, à đúng không, giờ thì gọi anh mình trước đã. Lâu nghe dữ không. À nghe rồi, đợi tôi bật luôn rồi nè. Alo. Cho mày điện tao cái gì vậy? Nay em nghỉ bữa nha. Nay nghỉ bữa. Sao không quay video nè, vừa quay video nè. Nghỉ, để nói em nghỉ bữa, em đi phụ hồ. Sao không quay nữa? Nghỉ một bữa đi phụ hồ. Đó phụ hồ ở đâu? Phụ hồ dưới nhà dưới, sao ai hỏi nhiều vợ? Dưới nhà dưới á. Ừ. Mà ở đó dỡ tao với chị hai mày xuống. Đúng rồi. Xuống. Tắt mất rồi mọi người. Tự nhiên đòi xuống thì chi biết mà thao cỡ mày cho anh của mình nè, muốn nhờ anh xuống đây đó coi mình khổ cực như thế nào mà. Thôi giờ mình chờ anh xuống nha mọi người. À, người giờ mình chờ anh mình xuống nha mọi người. Cũng mày có 500 ngàn rồi. Nói tao tức một tát cái điện thoại anh phát cho rớt xuống bỡ luôn cho đầu. Thao cỡ giờ mình ra đây mình bóc gạch nha mọi người. Đúng ngày gì mà khổ cực dữ vậy không biết nữa. Mệt quá uống miếng nước à. Mẹ ơi, mẹ nuôi con bằng mồ hôi vất vả. Con thương mẹ nhưng chưa làm được gì cả. Đến nỗi câu nói con yêu mẹ thật nhất rất đơn giản nhưng không ai ai cũng thốt nên thành lời. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ Two thousand years later. Mày làm gì bé lùng? Hả? Đi về quay clip. Ủa? Chú mày làm gì mà mày gốm mồm vậy? Ủa? Đi về quay clip. Không, em nghỉ đi. Làm gì nghỉ? Không quay được nữa. Thằng này mà bị mày chua đấy mày gì vậy? Nói em đâu quay được nữa. Sao mày lại gặp cha vậy? Hai bé lùng bị khùng sao chú quay vậy? Cũ đi, không say nữa nha.
ông chủ nào mà ông bị điên hay sao mà ông keo kẹt giữa mấy mi đi đẩy gạch. Em đem chơi. Mà mày lại đi hỏi coi mày nọ ai, mày lại đi đứng coi mày nọ ai, đem trăm ngàn. Nọ bạn cho game thua nọ. Sao bây giờ ông em đi xuống cầu ông đi một ngàn mà. Đây nọ phải làm cho ông không phải chiếm rớt cái đầu em về sao. Mà cái thằng chủ nè nó kêu mày đi đậm be viên gạch thừa vậy mày. Năm chục ngàn làm gì? Tượng ở đây có cái công trình, cái đường cái người ta, người ta ủi mày xuống đây mày làm miếng ve viên gạch mốt đây mày. Em nợ nhiêu? Nợ 500. Em làm ngày 50 là có tiền không? Mày làm ngày 50, 10 ngày em được 500 ngàn, em biết nó có trẻ tiền để nó xù làm sao? Trẻ tiền em 2, 3, 4 ngày nào em cắt tiền mà cho. Cắn vậy em bữa giờ làm được nhiêu đầu, được 2 ngày rồi ạ? Bữa giờ làm 2 ngày đầu que 50 nay, que lấy 50 vừa cắt đầu nay 50 nữa là 100 ngàn à. Chứ không phải que giờ đi trao à? Chứ không phải que giờ em đi trao à? Trao đâu, em đi làm khổ cơ, thấy gì em ngừng em như con voi không? Hay còn nhớ học cái câu ở ngoài nói không? Em đi trao gì mà giờ tối về giữ mệt mè như con yêu à? Em kêu đi đá banh mà. Đi đá banh đâu? Xem lương liệu giờ không, em kêu đi đá banh giờ em kêu là đi phụ hồ. Nước bánh đồ nào vậy? Bánh em làm mua cho. Đâu gì à? Chủ tốt cho. Đồ, anh Ngọc, anh Ngọc. Nên nên cái tiêu mua xúc xích luôn à? Chủ tiền cho chứ không có ngàn cứ thử nữa. Đâu không chủ đâu, đâu không chủ thắng chủ nữa vậy? Chủ đi chơi với bồ đầu. Thôi về nhà ăn ăn gì đây gì? Về đi nhà quay clip kìa. Tại không giờ quay gì nhỉ? Nên có lâu sao tự nhiên mình nợ 500 ngàn kìa. Bây giờ đi về nhà quay clip thì mình nợ 500 ngàn gì? Nợ cho em nợ bây giờ hai trẻ nợ đi. Em nhận là 10 ngày phải trẻ đó. Rồi em kiếm công việc nào 1 ngày 50. Em làm 10 ngày đủ 500 trẻ đó. Không phải sao em làm gì em nợ. Thôi về bị thảo cỡ đây. Nó nợ đáng chịu. Đừng nó không quay tao kiếm mày khác việc đi chưa? Nợ gì thì nó bè chặt cái trong em nè luôn rồi coi. Nhớ nha. Không. Thấy ghét. Sao anh chị mà nó thương mình gì hết mọi người. Hình như là trong cái suy tưởng của mình màn cho đây nè. Hay hề là trong dai vậy nè. Chú anh thương em quá không. Em giờ quay video với anh đây. Anh trả tiền cho em. Đó anh trả tiền cho em nha nè. Anh đưa cho em đem cho em có tiền đi chào đi nhậu. Chào mấy các bạn. Cuối cùng giờ nó dày theo các bạn. Biết có xuống nữa không ạ? Chưa mệt quá mọi người. Đúng mà giờ mới biết được đồng tiền kiếm khó thế nào luôn á mọi người. Giờ mới biết ba nghệ mình làm khó khăn thế nào cho mình ăn học ạ. Đáng quá mọi người. Mấy mọi người nào có bạn nào hay là anh chị nào hay là có cô chú nào mà đi làm rồi sẽ biết cái hoàn cảnh là sẽ khó khăn như thế nào nha mọi người. Hả? Chứ ngầu làm gì cho bụi ngầu mà làm vậy? Giờ đã chưa ra giờ tắm rửa mà nằm ngoài đây nữa. Nằm đâu? Nãy giờ ngầu nghỉ ngơi một chút rồi làm cho ổng. Đóng gành luôn mẹ. Đâu gì à? Đi, lại lấy nước bánh rồi đâu cầm gì à? Gì vậy? Mẹ... Giờ tiền đâu trả nợ? Mẹ hỏi em đi đâu vậy này chưa giờ kìa. Mà giờ tiền đâu trả nợ? Chặt cái đầu em hay gì? Mày nói gì kìa? Chặt cái giò mày nói gì mày? Nằm xấu giờ tao nào. Em chào cho cô nợ năng rồi còn nói mày nợ người ta nhiêu mày nợ ai? Năm trăm. Mày nợ ai? Nợ bạn. Bạn nào? Mà có tiền mà sao em dám nợ vậy? Nợ thằng mày làm gì mày chơi game mày nợ đúng không? Là không có tiền mà sao em dám nợ vậy? Là tiền này em trả. Em nghĩ là em chơi gơ hơn nó cuối cùng nó chơi gơ hơn em mà giờ. Ai út thì mà. Anh chảnh đi đi ngoài đường là cũng hơn người ta. Giờ nợ 500 ngàn rồi không ai trả hết. 500 ngàn này đưa nó luôn ơi. Ê, cầm 500 ngàn đây nha, từ giờ không có cho nữa anh cho. Biết đâu. Cho tao đưa mày lụm nhanh chú mày, mày biết con tiền kiếm khổ cái nào không? Thì em biết lẩu đâu, em lụm trẻ đó đi bữa sau. Trong này em làm mà có tiền em trả lại 21 triệu. Em nói câu đó, chị cái hiểu nó chừng chừng lầm quá. Cầm đây về tém rửa, đem cụ lên nói ông chủ rồi con nghỉ con không làm nữa. Cái thằng này. Thế sao anh kêu nó xuống được? Không có làm nữa, em đi làm đấy em. Trẻ nọ. Trẻ lụm tiền không? Thảo gì bị Thảo? Lắm. Lắm tiền đi trẻ nọ. Mày từ giờ mày không có chơi game với mày. Rau. Phải tiền bạc tao đưa mày là mày ấy đâu.
lên nói ông chủ kêu nghỉ con làm nữa. Hôm nay làm được 50 ngàn kêu muốn đưa chứ máu nhỏ mà ai mua ba bốn. Nghỉ nha chú, nghỉ nha. Ông cho 50 ngàn mà nghỉ. Dạ. Đi về đó đi, tụi về nhà thiệt xe đi. Đồng tiền vét gạo. Đúng là nãy có 3-4 viên gạch được đem chém gạo. Chưa có lần nào mà mình kiếm ra được đồng tiền dễ hết vậy luôn á mọi người. Chú. Tiền thơm gơ chứ. Đúng là không có thứ gì thơm bằng cái đồng tiền. Mặc dù là từ trước giờ mình chưa bao giờ xài quá 300 ngàn 200 ngàn cũng chưa có được, 100 ngàn cũng không có. Mà không biết cầm mấy tờ tiền nhà ăn có ngon không ta. Mà thôi ăn luôn ơi chứ sợ gì. Từ sau mình ráng mình làm cho ảnh nhiều nhiều coi như là lập công vậy thâu. Cất tiền rồi. Cất tiền rồi nha. Thôi giờ màn tròn của mình cũng xong tại đây rồi nha mọi người. Bye bye tất cả mọi người.